Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đang xem clip ở trên channel của mình. Qua cái phần bài luận động tay ở mặt trước thì đương nhiên mình cũng sẽ làm ở mặt sau để quý ông bà cô chú anh chị và các bạn có thể xem, có thể tập rất một cách rất là dễ dàng để cho phân biệt rõ. Và đây vẫn là tay phải và đây là tay trái, và camera mình đang quay đó là bằng điện thoại và mặt sau của điện thoại. Còn bây giờ xin mời cùng xem và cùng tập luyện cùng quay nhé. Đầu tiên thì hai tay mình vẫn xéo như đây, gọi là chuẩn bị nha tất cả mọi người. Đây chúng ta sẽ mở ra, 1 2, mình đi luật động tay phải trước nhé, 3 4, tay phải xuống trước, 5 6, tay trái lên, 7, mở hai tay ngang và hai lòng bàn tay thì đi ra hướng trước mặt, 8, nó chuyển đó nha. Rồi đây là tay phải thì lòng bàn tay ra đằng trước, còn tay trái lòng bàn tay ra ngoài sau. Của hai bắt đầu, 2 2 3 4 5, tay phải đi vào, 6, tay trái đi vào, 3 nấc, 7, 3 nấc thành một nhịp nha, 8, đi tiếp, cổ 3 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, như vậy là đã đi xong phần luật động tay ở mặt sau. Bây giờ bạn sẽ đi liên tục nhịp 24 để quý bà cô chú anh chị có thể xem và bắt theo cùng quan nhé. Xin mời bắt đầu, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2, mở ngang, 3 4, tay phải vào trước, 5 6, nâng lên, 7 8 3 2, qua luật động tay trái, 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã tập xong ở mặt sau. Mặt này có thể giúp cho tất cả mọi người cũng như quý bà cô chú anh chị và các bạn có thể xem tập luyện một cách dễ dàng nhất. Qua video clip này thì mình muốn gửi đến mọi người đó là khi học chảy múa thì quý bà cô chú anh chị sẽ không phân biệt độ tuổi, và những ai đam mê thì cũng có thể tập luyện được hết. Và với chuỗi series hướng dẫn nhảy múa này của Thanh Quang thì mình nghĩ chắc chắn tất cả mọi người nếu ai có đam mê xem thì có thể tập được cùng với lại Thanh Quang. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã bấm chuông thang theo dõi. Nếu thấy video clip hữu ích thì đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để cập nhật những video clip mới nhất khi mình update nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye tất cả mọi người nha.